Kính chào quý vị, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Lại Đăng. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là ngày thứ 3 liên tiếp Thái Nguyên đang nằm trong vùng tâm bão. Và bây giờ thì tranh thủ buổi trưa, trời nó vừa tạnh một chút, tôi đi sang cái quán tạp hóa ở trong xóm này để bắt mạng wifi. Bởi vì đã 2 ngày hôm nay rồi, họ cắt hết mạng, cắt hết sóng 4G. Và điện thoại thì cũng không có mạng. Nói chung là không có mạng, không có sóng. Ở đây chỉ có một cái quán duy nhất này họ dùng mạng Vinaphone. Cho nên là ở đây mới có sóng thôi. Và khi mà ở nhà thì tránh bão, lục lại điện thoại thì mới thấy một số hình ảnh của những con chó mà đã bán. Thì sau đây xin mời quý vị và các bạn xem video hình ảnh của 25 con chó tôi đã bán trong năm vừa qua để mọi người xem vui nhá. Đang thẳng không sợ. Bỏ ngay. Đi. Ê. Thì nhân giống anh em nha. Ê. Này đi xe thì lúc nào cũng chạy trước vài chục mét, trăm mét. Gấu bản mới xuống núi nha. Đầu thủ à, tai bé ti. Đuôi vót thẳng. Đầu thủ à, tai bé ti. Đuôi vót thẳng. Cọc đẹp đây. Đầu thủ mặt mũi quá ok luôn.
chiến binh nhá. Lợn hiêu hoãng này. Đó, đực 4 tuổi. Chân không đi cà đầy đủ nữa nhá. Mê mếp được mèo. Úi giời. Treo cả cây. Thì con này con kia cũng đuổi ác. Ui, gãy chân bây giờ. Gãy chân bây giờ. Mèo ngu đây phải luyện cho chó đuổi á. Điên lắm. Quá hăng luôn. Gãy chân bây giờ. Gãy chân bây giờ. Điên lắm. Quá hăng luôn. Anh em nhìn xem đây là chó cái hay là chó đực. Đi đến đâu nó cứ kéo người xình xịch. Tiếng thở hồng hộc. Sẵn đa năng. Cực kỳ chịu khó. Cứ ra là sục, ra là sục. Cái này phải bảo hành cho anh em đến 200% còn được. Đây.
có thể dễ thuần, ăn uống khỏe. Ngày nào cũng cho đi chơi. Sáng ra đã đi lên đồi. Chắc là bới chuột ở đâu à. Đây. Ra màu đất rồi. Ờ, đây chiến binh hàng cọc đây. Nhìn thấy con này sùng sục cái này thì đã. Tên tiếng của anh em người Mông gọi là anh. Có nghĩa là ti à? Chắc ngày xưa nó bé ti nên họ gọi như vậy. Khoảng 15 cân. Chắc ngày xưa nó bé ti nên họ gọi như vậy. Khoảng 15 cân. Thấy chó khác ở đó, lồng lộn lên đây. Nghe giọng sướng lắm. Nghe tiếng sủa nó đã sướng rồi. Mày khỏe quá anh ạ. Đi ra ngoài lúc nào nó cũng lôi xích sục sục sục. Con này đuổi là sủa luôn nhá. Săn đa năng. Nha. Không biết là tính cân thì có được 12 cân không. Nhưng mà tiền thì bằng ngày. Tiền thì bằng ngày.
quyết định mang nó về. Anh em hỏi săn gì thì con này nhá, lợn hoẵng. Cả bản có hai con, hay nhất thì mình bắt một con, còn một con cái nữa. Đây lồng kia rồi. Chó tìm vào đây mà mất hơi anh em ạ. Vì ở đây đây, bụi nứa này nó đổ, nó nằm ra bờ đầm này, nó bạc má rồi mà không biết nó có lên, nó bò ra cái cành cái ngọn ngoài này không. Chó cứ tìm trên mặt nước à. Mùi bạc má mà giờ bị mất hơi. Phải sáng là ngửi, ngửi cả lên ngọn nứa cơ. Mình dẫm đây phát là xuống nước này. Cầm xuống nước. Chắc có mùi lên ngọn cây sao. Cứ ngửi ra ngoài này mà. Đấy, chui vào bụi xem nào. Ê. Xuống nước có khi nó lại thò mỗi tí cổ này. Đấy đấy, nó sụp vào cái bụi ấy, toàn lá đấy. Đấy, phi ra từ đây thôi ấy. Đây này, đống lá đây này. Đấy. Chạy mất tiêu con lạc má. Sau lưng. Tìm đã.
không giao dịch anh em nhé. Độ phũ phàng rồi, đen tuyền, mắt lửa, lưỡi đen khoảng 95%, trọng khoảng 16 cân. Cắn mồi và cắn nhau thì lúc nào nó muốn là phải cắn chết, không cắn vớ vẩn. À, sủa lên, sủa ra. Nghe giọng sủa của nó thì biết. Chiến binh của mình nhá.